Cuộc đời như pháo trăm ngòi. Bá gia yên lặng mà coi khùng này, không? Rồi ngòi pháo đốt thì tất gian tiếng nổ. Mà nổ thì sao? Khói mịt mù văng sát đời này, đầy đường. Người đời nay như vậy các bác, như ngựa buông cương, khó dừng lại. Gió cu lục cục, tức là không còn dừng lại được, nó phải đánh tới luôn, nó sẽ tiêu diệt hết luôn. Cô bác mình nên biết đó, những cái kẻ hung tàn này đó là gì? Hung thần cũng sanh trong ngũ địa, tức là sanh vào trong cái quả địa cầu mình nè cô bác anh chị. Ý tài hay cậy thế ngũ hành, cậy kế ngũ hành, tức là nó ý cái tài hay của nó đó, nó hội cái khế ngũ hành lại, nó chế ra thứ dữ không à, hạt nhân nguyên tử đó, là nó chế những cái loại là máy bay không người lái, nó chế thứ dữ. Cô bác mà thấy lạnh mình không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lễ kính Đức Thầy. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, trong chuyến tham quan hành hương giếng núi ở vùng Thất Sơn, thì hôm nay là ngày thứ hai chúng ta đã đi giếng, và giờ đây thì chúng ta đang ở tại núi Thiền Cẩm Sơn. Thì kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, tại sao gọi là vùng Thất Sơn? Ở trong đó thì rất là nhiều núi, nhưng mà đặc biệt được Đức Phật Thầy Tây An chọn 7 cái núi. Thì 7 cái núi này sau này nó cũng sẽ là trở thành những cái thành trì, những cái như là đền vua vân vân. Thì đó là gọi là 7 cái núi báo. Vì vậy nên chúng ta thường nghe là đi dùng 7 núi, hay còn gọi là Thất Sơn. Và đây cũng là cái điều đặc biệt nữa các bác. Chỉ có đất nước Việt Nam mình có như thế thôi. Đó là ở dưới á, dưới sông á thì có Cửu Long, mà ở trên á thì có Thất Sơn, tức là 7 núi và 9 rồng. Thì nếu ta theo cái quẻ âm dương đó, thì đất nước Việt Nam chúng ta có đủ âm dương, tức là thất là dương, âm là cửu. Thì đây là một cái điều hết sức đặc biệt, mà khi nào mà âm dương tương hợp các bác thì càng khôn thái bình, hay là âm dương tương hợp đó thì xuất thánh, tức là đất nước Việt Nam chúng ta sẽ có thánh nhân ra đời. Mà cô bác thấy cái đất nước Việt Nam mình nếu mà lớn tuổi thì đã có nhìn thấy và biết qua, còn nếu nhỏ tuổi thì chúng ta tìm hiểu người lớn tuổi hoặc là qua lịch sử, chúng ta sẽ thấy một cái đất nước nó kỳ diệu lắm cô bác anh chị. Cũng phải chịu bao nhiêu phong ba bão tố, cũng phải chịu không biết bao nhiêu là vấn đề là chiến tranh giặc giả thiên tai. Thậm chí đó là đất nước Việt Nam chúng ta đó là ngàn năm đô hộ giặc Tàu. Bác thấy khủng khiếp không? 100 năm đô hộ giặc Tây, rồi 20 năm nội chiến, tức là Bắc Nam. Rồi cuối cùng thiên tai, rồi dịch bệnh. Nhưng mà rồi cô bác mình suy nghĩ coi, lạ lắm. Xong cái nó bình thường. Qua rồi cái nó bình thường. Không? Cô bác thấy không? Đành rằng là qua cái cơn dịch và ảnh hưởng cái cuộc chiến tranh ở Đông Âu và Trung Đông, thì đành rằng không ai mà tránh khỏi cái vấn đề suy thoái kinh tế và thất nghiệp, và có thể nói là làm ăn khó khăn. Nhưng mà riêng cái đất nước Việt Nam chúng ta thì nó có những cái điều lạ lạ hơn. Vì sao vậy? Vì đất nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, và đặc biệt là đất nước Việt Nam chúng ta có Phật ra đời, có thánh nhân xuất hiện, phải không? Hà ra điều đó nó mới là cái điều kỳ diệu. Hà ra may mắn và tự hào chúng ta sống được trong cái đất nước Việt Nam, là một con dân của một cái đất nước mà hiện giờ chúng ta còn được cái gì cô bác? Còn được gọi là yên bình.
Thí dụ như bây giờ đánh đổi cô bác mình đánh đổi không nha, tôi hỏi thử. Thí dụ như bây giờ cô bác mình sống trong một cái đất nước thật là giàu có, ha, ăn cao lương mỹ vị, xài hàng hiệu không, nhưng mà chiến tranh hoài chịu không cô bác? Chắc chắn không ai dạy gì chịu. Còn mình nói thí dụ bây giờ ăn rau ăn cháo gì đó, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua đó, mà mình được yên bình, mình được hạnh phúc, mình được là an lòng an tâm, thì mình chịu không cô bác? Mình chịu cái gọi là ăn cháo ăn rau thôi mà được yên bình, mình chịu không cô bác? Chịu cái ăn cháo ăn rau không? Đúng không? Chịu liền. Thay tha rằng tôi nghèo nhưng mà tôi mạnh khỏe, còn hơn tôi giàu mà tôi bệnh hoài. Giàu làm gì cô bác? Phải không? Giàu mà bệnh hoài thì cái tiền đó chỉ để trị bệnh, để uống thuốc, để là mổ xẻ, mình không chứ có được cái gì đâu. Phải không? Không ít lợi đó. Thành ra như vậy hôm nay mình rất may mắn, đó là mình sống trong cái đất nước Việt Nam. Nhưng mà cô bác mình nên nhớ nha, ông Phật cũng đã cảnh báo, ở đâu động đó, nhưng mà đất Phật thì yên. Phải không? Ở đâu động đất Phật thì yên, thì có phải hiện giờ thế giới nó đang động không cô bác? Nhưng mà có phải đất Phật là Việt Nam mình là yên không? Nhưng cô bác mình nên nhớ, khi mà đất Phật mà động cái nữa đó thì thua liền. Phải không? Thì hiện nay cô bác mình thấy cả thế giới đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đã lâm vào cái cảnh chiến tranh giặc giả, đã lâm vào cái cảnh gọi là thiên tai địa ách. Không, chiến tranh giặc giả là khủng khiếp rồi, rồi còn phải động đất, rồi phải sụp đất, rồi phải là phát quả, rồi phải lục lội, rồi phải dịch bệnh. Nói chung là hiện nay thế giới đang sống trong một cái cảnh gọi là vô cùng mù mịt tối tăm, và vô cùng gọi là nơm nớp lo âu sợ sệt. Tôi nói thí dụ như bây giờ ở bên Trung Đông đây, xin thưa với các bác, không bao giờ được ngồi vậy đâu. Không bao giờ. Mà cũng không còn làm ăn, không còn học hành gì cả, kể cả bệnh viện, trường học gì nó dội bơm hết trơn các bác. Rồi luôn cả cái nhà thờ là cái nơi tôn nghiêm và thần thánh nhất đó, nó chơi luôn, nó dội luôn, sập luôn các bác anh chị. Mình thấy không? Như vậy thì hôm nay mình phải có phải là quá hạnh phúc và quá may mắn trong một cái thời kỳ, phải không, mà mình còn được yên ổn. Như vậy thì hôm nay yên ổn, mình lo làm ăn, lo kinh doanh, lo hơn thua, lo giàu nghèo, hay là mình lo cái việc trần gian này hoài vậy cô bác em? Lo gì vậy? Lo gì được nữa vậy? Nên chúng ta phải nhớ cái câu dạy của Đức Thầy: tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ. Chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Điên khùng là Đức Thầy đó nha cô bác, chứ không phải điên khùng mà ba lơn ba trợn mà thần kinh đó nha cô bác. Không phải à, ta khùng mà chẳng có cơn, cũng không có biết giận hờn chi ai chứ. Đức Thầy có xưng khùng xưng điên mà có giận có hờn hay là có ghét bỏ ai không cô bác anh chị? Đâu có đâu, phải không? Nên cô bác mình nhớ cái câu mà Đức Thầy cũng thường nói đó: thiệt hiền đức đó có ai mắng chửi, phải đúng không? Như vậy thì đôi khi có nhiều người ta nói: ủa sao tu mà cũng còn bị mắng chửi, bị la, bị nói này nói kia đủ thứ trơn vậy? Vậy là chắc tu không đúng rồi, nên mới bị người ta nói này nói kia nói nọ, phải không? Bị người ta mắng chửi. Thì nói cái câu đó nó cũng đúng, nhưng mà đúng một phần thôi. Bởi vì đôi khi có những người họ tu nhưng mà họ giả tu, hoặc đôi khi có những người tu mà cái nghiệp họ còn gieo ở nhiều đời trước, nợ nần họ còn với nhau, nên hôm nay họ cũng vẫn phải bị mắng chửi, bị nói này nói kia. Như vậy là nó có hai hình thức gọi là tích cực và tiêu cực. Ví dụ như mình tu ngon lành, mình tu thật sự hiền từ, mình không có ăn hiếp, không có lợi dụng ai hết, nhưng mà ta vẫn biết nói xấu, ta vẫn mắng chửi mình, thì cái này gọi là tiêu cực. Mà mình lại là tu tích cực, tức là cái người chửi, cái người tu thiệt đó là cái người đó là tiêu cực, còn cái người mà tu thiệt mà bị chửi đó là tích cực. Rồi trở lại cái nữa, đôi khi mình tu mà mình còn những cái điều mà nó sằng bậy, nó sái quấy, còn lợi dụng, còn lường gạt, còn hơn thua, còn cao thấp gì đó, còn tính toán dày mỏng gì đó, thì người ta thấy được mình tu mà sao còn cái kiểu đó, còn cho dây cắt cổ rồi thí dụ vậy, thì cuối cùng thì người ta mắng chửi mình, cái đó là hợp lý. Ta mắng chửi mình tích cực,
phải không? Nhưng mà cái câu đó nó nằm ở trong nào của bác biết không? Nó nằm ở cái chỗ gọi là thiệt hiền đức đó, thì có ai mắng chửi. Nhưng mà nếu nói rằng người tu mà còn bị mắng chửi đó, thì Đại Thánh là Phật Thích Ca. Người còn phỉ báng huống ca phàm trần, không lẽ ông Phật Thích Ca, ông là Phật Di Đà, thí dụ vậy, hay là những vị thánh mà cũng bị người ta mắng chửi, nó không lẽ vậy ông Phật Thích Ca, ông không có thiệt hiện đức sao? Không có bác anh chị. Nhưng mà mình phải nhớ cái chỗ này, nếu mình thật sự là người hiền đức, thì cái người thật sự hiền đức có bao giờ mắng chửi người nào không? Thí dụ Đức Thích Ca Mâu Ni có bị người ta mắng chửi không? Đức thầy chúng ta có bị mắng chửi không? Và một vị đệ tử trung thành và một vị đệ tử hết sức là có công trong nền đạo Phật giáo hòa hảo, đó là ông Thanh Sĩ, có mắng chửi ai không? Xin thưa là không. Không. Như vậy thì cái người hiền đức thì vẫn bị người ta mắng chửi, nhưng mà cái người hiền đức thì không bao giờ mắng chửi một ai. Thì cái đó mới thực sự là người hiền đức. Không có bác anh chị. Như vậy chúng ta muốn là người hiền đức thì chúng ta đừng có mắng chửi ai nha. Còn cái mình mà người hiền đức mà bị người ta mắng chửi đó là chuyện thường thôi, sao vậy, mình đâu bằng Thích Ca đâu, phải không? Thì đương nhiên phải chịu bị mắng chửi thôi. Hả? Mà khi người ta mắng chửi mình mà mình nhịn được đó, thì càng nhịn được đó thì công quả càng cao, càng nhịn được đó cái phước đức nó càng tăng, phải không? Bởi vì cái cõi đời này là cái cõi tạm, cái cõi này là cái cõi giả, sống đỡ thôi. Rồi cuối cùng chúng ta mới về thật sự quê hương xứ sở của mình. Đó là đâu? Đó là Tây Phương Cực Lạc. Đó là Niết Bàn. Đó là đời Thượng Nguyên. Đó là Hội Long Hoa. Cái nơi đó mới thật sự là cái quê hương của mình. Còn ở đây mình có hơn thua cao thấp, mình có là mắng chửi lợi, hay mình có là làm những cái điều gì là cố công đi nữa, thì rồi cuối cùng thì cuộc đời chỉ núi lấy có một tấc hơi. Có ai hơn không? Hơi vừa dứt thì cuộc đời cũng dứt. Như vậy mình thấy cái hơi của mình đó, tức là cái không khí mình thở đó, nó là quý nhất đúng không? Có ai giành giật của mình không? Nhưng mà xin thưa với cô bác, có ai giữ nó được không? Không. Thở ra nó không chịu vô là rồi. Vậy thôi, đơn giản. Nhưng mà cái đó là quý nhất, quý hơn của cải gia tài, quyền quy chức tước gì đó, nó quý hơn hết. Nhưng mà quyền quy chức tước của cải gia tài người ta lấy hết được, ta ăn cắp ăn trộm, ta đè đầu, ta chấn cổ, ta chấn lột mình được. Còn không khí không ai chấn lột hết á, nhưng mà mình giữ không được, không có giữ nó được, phải không? Như vậy thì để trở lại cái đề tài, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ. Tu là sửa, sửa làm sao để chi cô bác anh xem, để cho công á trở lại ngang, cho giữ đó trở lại hiền, cho ngu á trở lại khôn, phải không? Cho chúng sanh đó thành thánh, thành tiên, thành Phật. Và mình tu như thế nào để sống còn đời thượng nguyên và để mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc liệt. Tu là phải được vậy đó, mới là tu. Còn giờ tu ngu suốt đời, tu sao mà cũng đồng thời nhập đạo vào tu, người thì phát huệ, kẻ ngu suốt đời cũng đồng thời nhập đạo vào tu, người thì hầu Phật tổ, mà kẻ chầu má dương. Cái đó uổng lắm nha quan. Vậy thì tu, mà tại sao thầy phải biểu tu kiếp kiếp? Tức là hồi nào giờ đó là mình lơ là, không? Từ năm 39 tới năm 2020 đó, thì tạm gọi là chúng ta còn tu lơ là, phải không? Nhưng mà từ ngày 2020 tới bây giờ thì cô bác đã thấy lộ cơ trời báo ứng hết rồi, không? Thiên tai địa ách, dịch bệnh, chiến tranh, giặc giả, ô nó thấy ra tràn lan, thất nghiệp, rồi đói khổ tới đây, vân vân, rồi chết sống rất là lẹ. Đời hạ nguyên là chết sống lẹ thay, hay không? Mà không có khó biết trước thời gian chết đến nữa. Cái chết không nhất định rẻ già, rồi đời nhiều cách chết xảy ra nữa, chứ đâu phải có một cách gọi là sanh ra rồi lớn lên già rồi bệnh rồi chết đâu, đâu có, phải không? Đâu có. Mà bất cứ giờ phút nào, ngày nào, nó cũng điều gì của bác, cũng đều chết hết. Không, cái chết nó là cái vốn mà tất cả khách trần gian chung chịu như nhau, không ai tránh khỏi trơn. Cô bác trên dù vua quan dân thứ cũng đều chết hết, phải không? Như vậy thì với cái chết này
nó là cận kề chúng ta, nên Đức Thầy bảo rằng ráng tu đặng mà chết. Vì vậy nên Thầy bảo là tu kiếp kiếp là phải lẹ, phải nhanh, phải chạy, phải đi riết, chứ không có chần chờ, không có giải đãi, không có từ từ, không có khoan, không thẳng hả như hồi trước nữa được. Mà bây giờ phải sớm mau kiếm chữ ma ha, biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự thôi, nhà nhà bình an. Cô bác thấy không? Như vậy thì tu kiếp kiếp là phải sửa mình, phải tu cho nhanh, cho lẹ, cho gấp. Nếu không sao? Quá trễ. Tại sao hiện nay bình thường vậy mà? Có gì đâu, thí dụ vậy, mình thấy có gì đâu. Nhưng mà tại sao Thầy đã từ năm 1939 cho tới năm 1947 là Thầy đã khuyên, đã nhắc và đã ghi vào trong sấm giảng thi gian giáo lý với cái câu gọi là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, thì Thầy sẽ biết cái diễn biến, thấy không? Cái vô thường thì khỏi nói rồi, nhưng mà trong đó nó kèm đến với những cái gọi là thiên tai địa ách, chiến tranh giặc giả, và đặc biệt với cái từ gọi là tận thế. Tận thế gian còn có bao lâu? Không có bao lâu á, lúc đó là năm 1939 đến năm 1947 đó, là tới bây giờ nó tám mấy năm rồi, phải không? Mà Đức Thầy còn nói là kiếp kiếp mau mau lẹ lẹ, tận thế gian không còn bao lâu nữa hết á, có thấy không? Nhưng mà hôm nay đã là 2020 rồi, có 2023 rồi. Cô bác mình suy nghĩ thử coi, đã 2023 rồi, rồi thiên tai địa ách nó xảy ra tùm lum hết trơn rồi, đã thấy rõ ràng hết trơn rồi, chứ đâu còn mờ mờ ảo ảo nữa đâu, đâu còn gọi là trong cái gọi là tưởng tượng, còn trong cái gọi là mơ hồ nữa đâu. Nó đã thấy trước mắt hết rồi đó. Xong, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê. Tức là nhìn ngoại quốc thảm thê đó, thì Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tay. Phải cô bác anh chị em, kề bên tay à, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Như vậy thì cô bác mình hiểu rằng hiện nay ở đâu? Ở Đông Âu, Nga, Ukraine, rồi ở đâu? Ở Trung Đông, Israel và Palestine, Hamas. Rồi bây giờ các nước nó súng vô, gọi là các nước Hồi giáo đó, nó súng vô. Để rồi nó mở một cuộc thánh chiến vô cùng khủng khiếp. Rồi tới đây thì nó sẽ quay qua Biển Đông. Rồi tới Biển Đông nó sẽ tới đâu cô bác anh em? À, cô bác mình đi trên núi đó, hồi ngày nay đó là chúng ta đi ở trên đâu? Trên cái núi Tô. Chúng ta nhìn xuống ở dưới đồng bằng đó, chúng ta nhìn thấy cái đồng bằng nó như thế nào? Nó lớn không cô bác? Lớn dữ lắm. Rồi chúng ta đến cái núi Cấm này, rồi chúng ta sẽ sao? Ngày mai chúng ta sẽ đi, rồi chúng ta sẽ, em cháu nói đây rồi, cô bác mình nhìn thử nha. Cô bác mình sẽ nhìn xuống cái đồng bằng đó, cô bác mình sẽ thấy. Thì cái đồng này gọi là đồng gì quát? Nó đồng ở cái vùng Thất Sơn. Nên Đức Thầy nói câu nào? Thất Sơn đồng lớn, chiến trường gớm ghê. Như vậy thì Trung Đông, Biển Đông, rồi tới đâu? Tới Thất Sơn. Vì Thất Sơn đồng lớn, chiến trường gớm ghê. Mà cái chiến trường này nó không phải bình thường nữa các bác. Trong cái vùng Thất Sơn này thì nó có cái con lộ gọi là Văn Giáo. Mà cái con lộ Văn Giáo đó thì từ đó là trong Thất Sơn này chạy ra Nhà Bàn. Con lộ đó là con lộ Văn Giáo đó, chạy ngang cái núi Két. Như vậy thì qua lộ Văn Giáo vô liền năm nước Trật Đàn. Qua lộ Văn Giáo đó máu tràn thành sông. Có thấy không? Như vậy thì cuộc chiến này nó sẽ kéo dài, và nó sẽ đi chỗ này, nó đến nước này, đến châu này, đến châu kia, rồi đến cuối cùng của nó là bốn phương có giặc luôn. Rồi khắp hoàn cầu là thiết thiết tha tha luôn. Rồi giờ mình kiếm tiền hay là kiếm danh, kiếm lợi, kiếm của cải gia tài của bác anh chị em, mà mình phải kiếm cái đạo. Bởi vì Đức Thầy dặn mình đó, can qua dân chúng chớ buồn lo. Can qua là chiến tranh đó.
tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Tức là mình phải tích cái đức, tích cái thiện, tích cái hiền lành, tích cái phước báo, phải không? Như vậy thì mình mới chờ thầy cái nơi hẹn hò. Nơi hẹn hò đó là đâu bác? Ở Thất Sơn. Còn hả? Hồ bé ngưng cái gì? Đó thì cô bác mình suy nghĩ coi. Như vậy thì mình tích đức mới chờ ta chốn hẹn hò được, phải không? Còn bây giờ mà mình á là cứ mơ hồ, mình nói không biết tới đây rồi sao à. Bởi vì có cái câu Đức Thầy nói đó, cái tuồng đời đó như cá trong lờ hết trơn rồi cô bác. Tức là hiện nay chúng ta đang như là cá ở trong lờ hết rồi, thấy không? Nhưng mà thọt tay vô bắt đó mà còn ngờ kẹt không đó cô bác mình nhớ nha. Thì cái câu này đó nhiều người hiểu, nhiều anh em đồng đạo, nhiều vị giảng viên đó hiểu theo một cách. Người thì cho rằng cái lờ này là cái lờ tôm, rồi nhiều người cũng cho rằng đó cái đường danh lợi công công, kẻ hồng bước ra người mong bước vào, tức là ở trong cái lờ thấy cũng vui ha. Con coi cái ở ngoài nó thấy ở trong lờ chắc cũng vui, thấy chạy cà lồng vòng hoài đó rồi nó cũng muốn vô. Nhưng mà ai hiểu sao không biết, nhưng mà riêng em cháu thì hiểu khác. Em cháu hiểu như thế này, bởi vì Đức Thầy nói rõ ràng là tuồng đời như cá trong lờ, tức là cái lờ này là cái lờ cá nha cô bác, cái lờ cá. Mà cái lờ tôm á thì nó quấn tròn lại rồi nó gài cái lo chốt, tức là nó không có cái đồ sắt ở trên, không có cái miệng ở trên. Còn cái lờ cá thì cô bác biết rồi, cái lờ cá sặc đó thì nó là một cái hôm rất ở cái lờ rất là bóng, rồi hai đầu là hai cái hôm mà chính giữa đó nó có cái miệng, tức là thọt tay vô được hay là xách đi cũng được, thấy không? Thì muốn nói rằng cái cõi chúng ta đang sống đây ở cái quả địa cầu này, ở trong cái dòng trời đất này, hiện tại chúng ta đang sống ở đây cũng như toàn cả trên thế giới, thì giống y như chúng ta đang ở trong một cái lờ vậy đó con. Y như ở trong cái lờ vậy thôi. Mà khi cá mà ở trong lờ rồi thì sao? Ta bắt gì người ta kho, bắt gì người ta đó là chiên, bắt gì người ta nướng, phải không? Chúng sanh như cá đang phơ trên lờ hết rồi đó có nên nhớ nha. Như vậy thì hôm nay mình đang ở trong cái lờ, tức là đang ở trong cái cõi ta bà này. Như vậy thì hôm nay cái lờ này là ví như một cái công cụ để rồi người ta dụ mình vô, tức là dụ mấy con cá vô để người ta bắt gì người ta ăn. Như vậy thì tôi hiểu được hai cách. Cái cách thứ nhất đó là đầu tiên đó là ai muốn bắt mình về cô bác anh chứ? Ma, cái người hung ác, nó muốn bắt mình dữ lắm nha. Nhưng mà thật sự nó muốn bắt thì dễ ợt hả. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói rằng tại sao thọt tay vô bắt mà còn ngờ kẹt không? Nếu chúng ta là người hiền, người tu theo chánh đạo, người nghe lời ông Phật, thì bảo đảm với cô bác, cái người hung tàn bạo tợn, người ác đó không bao giờ dám bắt chúng ta. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nó thọt tay vô bắt, nó ngờ, nó sợ. Sợ kẹt hai cái hôm. Một là cái hôm chân lý, tức là chân lý, mình theo chân lý thì không có cái gì là sai phạm hết nha. Cái hôm thứ hai là nếu thật sự chúng ta là người hiền, thì người hiền thì đâu có sợ gì cô bác anh chứ. Mà cái kẻ hung nó lại sợ ngược lại, đó là nó sợ người hiền, thấy không? Như vậy là mình nếu thật sự là tu theo chân lý, nghe lời ông Phật và mình trở thành cái người hiền, thì đương nhiên là cái kẻ ác nó không bao giờ dám thọt tay để nó bắt mình, bởi vì nó sợ hai cái điều đó lắm. Rồi cái suy nghĩ thứ hai
đó là hôm nay chúng ta đang ở trong cái thời kỳ hạ nguyên mạc kiếp, thời kỳ tận thế, thời kỳ gọi là chiến tranh giặc giả, thiên tai địa ách khắp các nơi hết, mà chúng ta đang chờ chết. Mà không phải chờ chết từ lúc này, mà từ năm 1939 đó, là Đức Thầy đã biết chúng ta sắp sửa vướng vào cảnh đồ lao hết rồi, vướng vào cảnh khổ tới đây hết rồi. Xin thưa vô cô bác anh chị, vì vậy nên Đức Thầy không ngồi yên nó ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đang chịu cảnh chơi khen. Đức Thầy vì cô bác, vì cái gì ạ? Vì danh, vì lợi, vì tình hay là vì quyền uy thế lực? Không, Đức Thầy không có gì mà gì mấy cái đó. Bị gì á là Tây Phương Cực Lạc hùng ngồi tò sen rồi, Bồng Lai Điên dạy có ngôi. Thì như vậy Bồng Lai thì có ngôi, về Tây Phương Cực Lạc ngồi tò sen rồi, còn thiếu cái gì nữa mà xuống đấy để mà giành giật của thế gian? Mà của thế gian này đó, ôi thôi, nó dơ quế, nó hôi tanh, nó cặn bã lắm cô bác. Cái cõi thế gian này, chúng ta ở cái cõi thế gian này, nó giống như cái gì cô bác biết không? Nó giống như là cái con gà, con vịt, con á, con chó con á. Nếu mà gặp tôi mà chó con mà nó lọt xuống cái hầm đó, dơ gì tôi cũng bắt nó lên. Hay là con chó, con vịt, hay là con gà, con vịt cũng bắt lên nữa. Thì ở đây tôi muốn nói rằng, vì cái tình thương mà chúng ta mới bắt con chó con và bắt con vịt con và bắt con gà con đó lên, mặc dầu nó hôi thối vô cùng, nhưng mà vì tình thương chúng ta sẵn sàng bắt, phải không? Như vậy thì ông Phật cũng giống vậy, mình giống ông Phật cho cô bác, mình học theo hạnh ông Phật. Tức là ông Phật không ngồi yên đâu quý vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chơi khen, vì lòng từ ái chứa chan. Đó, Đức Thầy vì cái đó đó cô bác, chứ không phải vì danh, vì lợi, vì tình hết trơn á, không có gì quyền quy thế lực hết á. Thương bách tính tới hồi tai họa, là thương tất cả nhân loại chúng sanh, trong đó có chúng ta, là đã sắp sửa tới hồi tai họa. Nên ông Phật cũng lâm phàm vào ngày ông khai đạo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, để ông giống lên cái tiếng chuông, để ông thức tỉnh tất cả chúng sanh đang ngủ vùi trong danh lợi, phải biết sớm thức tỉnh hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bất tội căn, để kiếp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Có thấy ngon không? Tức là Đức Thầy gì vậy đó. Thành ra cái cõi mình sống đây đó, thì tôi nói cái con gà, con chó, con vịt con hồi nãy đó, nó rớt xuống cái hầm dơ, nhưng mà vì cái lòng thương mình sẵn sàng thò tay bắt nó ra. Thì mình sống ở đây đó, ở đây mình thấy người này đẹp, người kia sang á, môi son mát son phấn rồi ha, quần lè áo lẹt rồi ha, nhưng mà thực chất á, ở trên cõi trời thôi, ông thánh, ông thần, ông tiên, ông chư thiên, ông Phật đó, ông nhìn xuống đó, mình dơ còn hơn là cái con chó con với cái con vịt con với cái con gà con mà nó lọt xuống cái hầm dơ đó. Thật sự mà nói nó dơ như vậy đó. Nhưng mà tại sao Đức Thầy phải lâm phàm, phải xuống đây, phải điệu đủ cảnh chê khen rồi, là nói này nói nọ rồi, thậm chí là hại mưu sát đủ thứ hết trơn. Không phải vậy không có bác anh chị? Như vậy thì hôm nay ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy thọt tay vô bắt mình ra, đúng không? Như vậy thì ai là người không nghi ngờ thì vô cái bàn tay của Đức Thầy, tức là sớm đến Bảo Liên Trì, tức là Tam Bảo để quyên, và học hỏi ra kinh sách và nghe cái lời dạy của Đức Thầy, thì chúng ta an toàn thoát khỏi cái lời này, thoát khỏi cái nhà đang sắp cháy này, thoát khỏi cái cõi ta bà đau khổ này. Còn trong khi đó chúng ta ngược lại thì chúng ta lại nghi ngờ. Ngờ nó cha theo cái ông nội này đây, không biết đó là phải ông Phật không à. Rồi theo ổng mà tu hành, không biết đó, sấm giảng này có phải chân lý không à. Rồi theo ổng rồi không biết có thành cái gì không à. Hay là trước mắt cái giờ phải nghèo khổ rồi đấy, là thua suốt người này người kia đủ thứ hết trơn, không biết theo ổng có cái kết quả gì không à. Ngờ nghi cái hôm thứ nhất là không biết ổng là phải ông Phật không,
Nghi cái hôm thứ hai không biết đó là ông dạy đây có đúng chân truyền của Đức Thích Ca Mâu Ni có phải là chánh pháp hay không. Theo ổng lỡ nghèo cái chết à. Mình nghi mình ngờ nó mình chạy cà dòng hoài đó quá. Mình không có chịu vô cái lòng bàn tay, tức là mình không chịu quy y Tam Bảo, không chịu làm theo lời dạy của Đức Thầy, phải không? Thế thì hôm nay mình phải sắp, phải chịu lâm vào cái cảnh khổ tới đấy, phải không? Như vậy thì tu kiếp kiếp nếu không quá trễ rồi chừng đối đầu. Đối đầu là sao? Khó kiếm đương thục. Mà đối đầu là đối đầu gì của bác anh chứ? Như hiện giờ đó thì toàn cả thế giới năm 2020 và năm 2021 và năm 2022 luôn là cả thế giới đối đầu với cái gì của bác anh chứ? Đối đầu với dịch bệnh. À, đối đầu là vậy đó. Cũng như hai chiếc xe mà nó chạy in, chiếc này đối đầu với kia rầm rồi xong lật ngang hết. Đối đầu là vậy đó, phải không? Như vậy thì hiện tại 20, 21, 22 là tất cả nhân loại toàn cả thế giới đang đối đầu với dịch bệnh corona. Rồi ngày 24 tháng 2 năm 2020 thì 22 chứ, thì sao? Thì Đông Âu đối đầu Nga và Ukraine. Rồi ngày 7 Tây tháng 10 năm 2023 này thì tiếp tục Trung Đông, tức là Israel, Hamas, Syria, Palestine, Syria, Hezbollah, rồi bây giờ tới Ai Cập, rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ, nói chung là Iran, nó gom lại, nó đối đầu với nhau tiếp tục, phải không? Rồi tới đây đó, nó đối đầu ở đó bình địa hết trơn rồi, bắt đầu nó sang qua châu Á. Mà châu Á cái điểm chính của nó đó là ở đâu? Ở Biển Đông. Vậy thì sẽ đối đầu với là chim đu bay cá lại trên mồi, ngọn thủy triều nô nó sụt sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển nữa, tức là sẽ đối đầu với hạt nhân, với nguyên tử, với tàu chiến, với tàu ngầm, với hạt nhân, và nói tóm lại là bao nhiêu vũ khí tối tân nó sẽ đem ra hết. Thì như vậy nhân loại sẽ đối đầu nữa, nó đối đầu nữa, phải không? Rồi bây giờ là tới cái chỗ là Thất Sơn Đồng Lớn chiến trường gớm ghê. Nếu vô liền năm nước chật đàn qua lộ văn giáo máu tràn thành sông thì sao? Thì đối đầu nữa. Rồi dưới sông á thì đối đầu với năm chèo con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghị thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Thì cái lúc mà Đức Thầy chưa thâu sáu năm chèo đó thì chúng sanh nhân loại sẽ đối đầu với năm chèo nữa. Rồi qua liền năm nước chật đàn qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, thì lúc mà máu tràn thành sông đó thì nó sẽ thấm vô cái núi két. Mà nó thấm vô cái núi két thì sao? Mẹ đấy con kìa trên chót núi, có con chim đá nổi từ lâu, đến trường khi có máu thấm vào nó dùng dãy lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con mỗi lần nó gấp, ngàn muôn người vẫn được như thường. Mỗi lần mà cánh nó quạt trương nhà cửa phố phường tan nát hết, cô bác anh chị tan nát hết trơn. Như vậy thì đấu đầu cái nữa, đấu đầu với con chim đó nữa, phải không? Rồi tần ban hậu hận tiên diêu động, là thằng men nó nổ khùng lên đó, là đấu đầu với nó nữa, phải không? Rồi chừng lao sao bể bắt non tận thì phải đấu đầu cái nữa. Thì cô bác mình thấy đấu đầu muôn ngàn cái sự chết hết trơn á. Rồi bây giờ ra nguyên tử nổ, hạt nhân nổ, rồi cả thế giới này bình địa hết trơn. Rồi lúc đó ai cứu mình cô bác? Đức Thầy mới cứu mình được, không có một người nào cứu mình được hết. Nhưng mà nếu bây giờ mình không tu kiếp kiếp, mình để cho trễ đi, khi xảy ra cái cớ sự đó mà mình không có miếng phước đức, không có ngày ăn chay, không có câu niệm Phật, không có việc làm lành, thì lúc đó muốn kiếm Đức Thầy kiếm đâu ra, kiếm ông Phật kiếm đâu ra, kiếm làm sao được để rồi cứu mình. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta không quay đầu hướng thiện, không cải tà quy chánh, không lo tu hành thì làm sao mà kiếm được cái người cứu mình, đó là ông Phật, phải không? Thì như vậy cô bác mình suy nghĩ coi, hôm nay chúng ta
có nên chần chờ nữa hay không, hay là phải kiếp kiếp, phải gấp rút, phải mau mau, phải lẹ lẹ, phải chạy cho thật nhanh để mà tìm cái ông Phật, tìm cái lời dạy của ông Phật, theo cái lời dạy của ông Phật, thực hành theo cái ông Phật để mà chúng ta được sống còn. Phải không bác anh chứ? Tôi thường kể cái mẫu chuyện mà Khương Tử Nha đó quá, mà cứu Võ Kiết đó. Tại sao cái tôi lên cái nói chuyện lần nào tôi cũng kể cái mẫu chuyện đó hết, là cô bác biết sao? Có nhiều người đôi khi người ta coi vô người ta nói có mẫu chuyện kể hoài. Không, mà mẫu chuyện đó tôi nên kể hoài để chi vậy? Để tăng trưởng cái đức tin và chúng ta biết được rằng ai mới là người cứu mình được. Nghe không? Như vậy thì Võ Kiết được, bị và gặp ông Tử Nha. Ông đang ngồi cấu, rồi bắt đầu phê phán chê bai ông là không biết câu gì hết, lữ câu gì ngay chọt, không có ngạnh gì hết, sao câu dính. Rồi ông mới phán lại câu, nhà ngươi đi hôm nay ra chợ có chừng là có án mạng xảy ra, có chết người. Thì quả thật khi đi chợ, gánh cái gánh củi quay qua quay lại, chạy tới chạy lui, sao không biết, cái bắt đầu đụng bà già chết queo. Thì khi chết queo rồi thì phải bị bắt. Bị bắt rồi phải bị thủ án giết người thì đền mạng. Mà Võ Kiết thì có được bà già, có một bà già ở nhà mà y rất là có hiếu. Trong chuyện nhân hiếu lắm, lo dữ lắm, gánh củi về để mà lo cho mẹ. Không, lo cho mẹ là từ ăn mặc ở đâu ốm thì thuốc men. Rồi cô bác biết sao? Bị xảy ra cái tai nạn giết người vậy thì phải chết, phải bị đền mạng. Thì cuối cùng rồi cô bác mình biết xong, xin ông vua cho phép con về để con lo cho mẹ, rồi con lợi con thụ án, tức là gì, lo tiền, lo gạo, lo muối, lo này kia kia nọ để lại cho mẹ đặng mình chết. Thì ông vua ông rất là hiền đức, ông Châu Võ Vua Văn Vương đâu bác rất hiền đức, nên cái người mà có hiếu đó là ông quý trọng lắm. Nhưng mà lực pháp thì nghiêm minh, hạ phạm là phải xử, giết người thì phải đền mạng. Như vậy thì vì cái lòng hiếu đó ổng cho về, nhưng mà quy định một tháng sau phải đến để chi? Để đền mạng, tức là để chịu tội. Thì Võ Kiết mừng quá chạy riết gì nói với mẹ, gặp mẹ quỳ xuống khóc, mẹ ơi con là sắp sửa xa mẹ rồi. Bà hỏi sao vậy? Nói hôm nay con đi ra chợ con đụng bà già chết queo rồi. Thành ra bây giờ con là đang thụ án, nhưng mà vì con lo cho mẹ nên nhà vua cho phép con về. Thì bà mẹ rất là thông minh của bác, gừng càng già càng cay mà, bà kinh nghiệm đầy hết đó. Bà nói vậy thì con ơi không sao, bởi vì con nên nhớ cái người mà biết con gây ra tai nạn đó thì cái người đó sẽ cứu con được, con ra con năn nỉ xin cái người đó đó. Thì Võ Kiết ra gặp Tử Nha, xin năn nỉ, nói này kia kia nọ là lỡ dạy đồ này kia, còn mẹ già đồ ông cứu con. Thì Tử Nha thấy ông này cũng có hiếu, vì vậy nên quyết định cứu. Cứu thì ông mới che hết, ông lập trận mà, che hết vì sao này kia kia nọ. Thành ra Châu Văn Dương thì rất giỏi về coi quẻ và thiên văn địa lý, không coi sao ông biết hết. Ví dụ như cái tướng tinh của Võ Kiết đi đâu cũng biết hết. Như vậy thì ông Tử Nha ông giấu đi cái tướng tinh của cái gì sau của Võ Kiết đó, giấu đi. Thì khi ông tới tháng rồi mà, đúng tháng rồi mà không lợi thủ án, không lợi thủ án thì bắt đầu sao có bác anh chém. Bắt đầu là ông nói là ông mới coi thiên văn, coi sao, coi tướng tinh được, ông nói rồi nãy chết queo rồi, mất tiêu cho rồi, thì chết rồi chứ gì nữa, có thấy không? Như vậy thì Võ Kiết đã được Tử Nha cứu an toàn. Thì nói cái đó để chi cô bác anh xem? Để trở lại, tức là hôm nay những cái thiên tai địa ách, những cái mà chúng ta sắp sửa đối đầu tới đây, ai biết trước? Đức Thầy, phải không? Đức Thầy biết trước, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thầy mách trước, Thầy chỉ hết trơn rồi, Thầy báo trước cho mình từ năm 1939 hết rồi, phải không? Như vậy thì hôm nay từng tự các cái nó đều tới hết, nó đều đúng y như vậy hết, phải không? Thành ra cô bác mình suy nghĩ coi, như vậy thì Thầy biết trước hết tất cả những cái việc như vậy,
Thì thử hỏi cô bác anh chị em, nếu mình nghe lời thầy giống như là Võ Kiết mà được mẹ nói rằng con ra con năn nỉ cái ông mà biết con sẽ là sắp sửa xảy ra tai nạn chết người đó, con hãy ra con năn nỉ ổng, thì giống như mình hôm nay, những lời tiên tri báo trước của Đức Thầy giống như mình hôm nay ra chợ đụng người chết đó con, xảy ra tai nạn đó con, thấy không? Như vậy thì nếu mình cũng năn nỉ thầy, mình cũng nghe lời thầy, mình cũng quy y theo thầy và mình làm theo lời dạy của thầy, thì xin hỏi cô bác anh chị em, thầy cứu mình được không? Chắc chắn 100% là được, chắc chắn luôn như vậy đó cô bác anh chị em. Mà tại sao chúng ta không nghe lời thầy mà đến giờ phút này mà vẫn còn nghi ngờ nó là thua nha cô bác anh chị em. Vẫn còn ngại, vẫn còn chạy cà tưng hoài đó. Hai cái hôm đó thấy không biết theo đây có kết quả, nghe đây không có biết thành công gì không đấy. Mình cứ còn ngại nghi, còn ngờ vực hoài thì thế thì chúng ta phải đành chịu. Một tháng sau là thụ án thôi. Một tháng sau là phải bị tử hình thôi. Phải không cô bác anh chị? Như vậy thì cái điều may mắn nhất là hôm nay chúng ta đã có cơ hội, có thời gian, có cái điều kiện để chi? Để chúng ta năn nỉ, tức là để chúng ta quy y, để chúng ta tu hành đó cô bác, để chúng ta làm lành lánh dữ đó, để chúng ta tích đức chờ ta chống hẹn hò đó cô bác, hay không? Thành ra hôm nay chúng ta đừng có để trễ nải nữa và đừng có nghi ngờ nữa. Có người đó cũng tin nha cô bác, trong cái mẫu chuyện này đó là có một ông này, ông hỏi ông hai nhân sanh đó, hỏi bác hai miên có vậy không bác? Cái ông hai hỏi chị mày, cái nói nếu mà miên vậy đặng con làm phước con bố thí. Ông nói trời ơi, bây giờ mày không bố thí tới mà miên nói vậy mày chạy không kịp nữa, mày bố thí ai nhờ? Lúc đó gạo muốn được lúa thóc gì cũng không có trơn, ăn uống được mà ăn bơm với ăn đạn không, mày lấy cái gì mà bố thí? Mà lúc đó mày đã trả nghiệp tới cái nghiệp ầm ầm rồi, mày làm sao lấy cái gì để mà mày đỡ, lấy cái gì mà mày bị lót? Phải không? Cũng giống như bây giờ chúng ta muốn mua đồ, có cái món đồ tốt mà giờ chúng ta không có kiếm tiền, tới chừng gặp cái món đồ rồi khoái quá mà không có đồng bạc rồi sao mua, phải không? Thì như vậy thì chừng khi mà đối đầu tới cái khổ sở tới bên, tới miên nó dậy ầm ầm rồi, cái nói vậy để con bố thí, ông nói mày làm liền giờ làm tao cắt, mày làm liền đi rồi tới đó đó mày hưởng nhờ, chứ còn mày đợi tới mà nước tới chân mới nhảy đùng thì đâu đó. Đức thầy nói đó, máu đào khắp nước khổ vô tình vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tịnh cầu Phật thánh, đợi nước tới chân mới nhảy đùng. Rồi nhảy đùng thì sao? Nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng có xuồng ghe chững mới rầu, rồi sao lo liệu tu cho kịp. Bắp bẻ nó mô cũng nhọc cầu, lúc đó cũng nam mô đó, nhưng mà đâu có được. Phải cô bác anh chị? Như vậy thì hôm nay chúng ta ráng nghe kỹ lời ta mách trước đi, thấy không? Thì hiện nay nghe kỹ lời ta mách trước rồi gì nữa, thiền chúng nó thẳng bùm chạy luôn, là muốn chỉ cho các cái nước lớn, các cái nước mạnh đó, như Mỹ, Nga, Đức, Pháp, châu Âu rồi đó, những cái nước đó đó, những cái xứ sở đó đó, nó giàu lắm cô bác anh chị, đặc biệt là gọi là các nước tư bản, nó giàu lắm, nó đầy đủ hết các phương tiện. Còn mấy cái nước nghèo, mấy cái nước độc tài đó, như Nga, như Trung Quốc, như Nam Triều Tiên đó, như Bắc Hàn đó, thì dân nó khổ sở gì cũng cần biết, nhưng mà họ có tiền thì nó chế vũ khí, có tiền thì nó chế hạ là tàu ngầm, có tiền thì nó chế máy bay. Như vậy thì cả thế giới, khắp thế giới binh lương cụ túc rồi, nó chuẩn bị hết rồi, quyết tranh giành quyền lợi, nó xé sâu nhau trận này nữa. Thấy nhân sanh tu nhột máu đào, lòng bác ái động tình, rơi nước mắt thôi, không làm gì được chân của bác anh chị. Bởi Úc Đàn ông nói, tôi thương bà con lắm, tôi thấy bà con đó là tới đây không tu là khổ trơn. Cái ông khóc, tôi nói ông ơi, ông thương ít hơn Phật. Phật dù có lắm từ bi cũng không thể cứu vô nghì bất lương, không cứu được. Tại sao vậy? Tại vì mình không nghe lời ông, làm sao ông cứu mình được? Không có việc làm lành, không có câu niệm Phật, không có ý nghĩ tốt, thì sao phù hợp được mà gặp ông mà để ông cứu? Phải không có bác anh chém? Rõ ràng cái điện thoại thôi. Mà nếu mình đó là lạc sống, khác mạng đi, là nó là sao mà nó dính được, nó vô được, ra sao nó tới được, phải không?
Rõ ràng không? Như vậy thì cô bác anh chị em chúng ta hôm nay rất rất là may mắn, vô cùng may mắn. Còn nhân loại hiện nay lâm vào đường cùng, không còn lối thoát. Mà Đức Thầy nói sao? Đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Rồi cái câu đầu tiên trong quyển 1 Đức Thầy viết sao? Hạ quân nay đã hết đời, hết rồi. Phong ba biến chuyển đổi giờ gia càng. Thấy không? Rồi bây giờ những cái thiên cơ báo trước trong những cái lời tiên tri, trong sấm giảng, trong bổ sơn kỳ hương, trong đó là 11 hồi của ai? Của ông sư giải bán khoai. Thì tất cả những lời tiên tri đó, và kể cả bên đạo Thiên Chúa, Chúa phán điều nào cũng có luôn. Bác thấy không? Cái nhà thờ Hồi giáo mà nãy tôi nói ở bên Trung Đông đó, mà nó bị sập đó, là nó ăn với cái câu của Chúa nói gì quá. Tảng đá này không còn dính với tảng đá kia. Tức là nó nổ tung hết trơn, nó bay ra hết, nó đâu còn dính được đâu. Thôi có bác anh chứ. Như vậy là hiện nay là đang thực sự đã bắt đầu đệ tam thế chiến rồi. Bắt đầu rồi chứ không có nói là chuẩn bị hay là tới đây gì nữa trơn của bác anh xem. Đã bắt đầu rồi. Thấy không? Như vậy là tuần đời như pháo trăm ngòi. Bá gia yên lặng mà coi khùng này. Thấy không? Rồi ngồi pháo đốt thì tất gian tiếng nổ. Mà nổ thì sao? Khói mịt mù văng sát đời này, đầy đường. Người đời nay như vậy các bác, như ngựa buông cương, khó dừng lại, gió cu lục cục, tức là không còn dừng lại được, nó phải đánh tới luôn, nó sẽ tiêu diệt hết luôn. Cô bác mình nên biết đó, những cái kẻ hung tàn này đó là gì? Hung thần cũng sanh trong ngũ địa, tức là sanh vào trong cái quả địa cầu mình nè cô bác anh chị. Ý tài hay cậy thế ngũ hành, cậy kế ngũ hành, tức là nó ý cái tài hay của nó đó, nó hội cái khế ngũ hành lại, nó chế ra thứ dữ không à, hạt nhân nguyên tử đó, là nó chế những cái loại là máy bay không người lái, nó chế thứ dữ. Cô bác mà thấy lạnh mình không? Không vui đùa trong cuộc sát chiến tranh, tức là nó vui đùa trong những cái chiến sự vậy đó cô bác anh chứ. Mạng dân như thế gì cô bác, chỉ mành treo chuông, phải không? Vì thì cuối cùng rồi cả cái thế giới này nó lâm vào cái cảnh, cái cảnh gì cô bác? Cái cảnh bế tắc hết rồi. Nó bế tắc hết rồi, nó không còn đường đi. Thấy không? Nó không còn cái cơ hội nào để gì? Để hy vọng sống. Bây giờ thì cả thế giới không có còn ham nhà lầu xe hơi gì nữa. Những cái khu vực mà chiến tranh đó, những cái vực mà thiên tai đó, bảo đảm cho cô bác không có ai mà còn mong muốn là nhà lầu xe hơi hay là cao lương mỹ vị nữa chứ. Mà chỉ có một điều, đó là mong muốn sao cho chiến tranh nó hết đi. Chỉ có mong muốn nhiêu thôi cô bác. Cô bác mình đói bụng đi, muốn gì? Muốn có ăn, chứ không muốn gì hết trơn á. Nhưng mà khi no rồi muốn gì cô bác? Muốn đủ thứ. Mà khi bệnh nặng đó, mong muốn cái gì? Mong muốn cho tôi hết bệnh, hết bệnh là được rồi, chứ không muốn gì hết trơn á. Nhưng mà khi mạnh rồi muốn tùm lum. Bác thấy rõ ràng không? Là do cái mê của mình. Thật ra vì vậy nên hôm nay cô bác mình phải sớm quay đầu cải tà quy chánh, và sớm giác ngộ quy y Tam Bảo, và biết khôn tìm kiếm ma. Một câu lục tự, nhà nhà bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô bác anh chị em mình đã cùng lắng nghe. Và trong khi trao đổi có điều chi sơ sót, mong quý vị mình cũng niềm đừng quan hệ bỏ qua. Dạ em cháu xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật.